Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi California Lottery Scratchers, niềm vui nhỏ, hạnh phúc lớn. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Astiva Bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền khám răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Vừa rồi là phần quảng cáo bảo trợ các chương trình và rất mong quý vị tiếp tục ủng hộ cho các cơ sở thương mại và mỗi ngày để phần cà phê sáng và thời sự thế giới tiếp tục gửi đến quý vị cũng như phần tin tức buổi chiều vào trong trang nhà littlesaigontv.com để đọc các bản tin đáng chú ý liên quan đến tình hình chính trị và những cái vụ mà lừa đảo, gian lận tiền tranh cử rồi thất thoát tiền tranh cử, đó là luật liên bang sẽ bị án tù. Và cái chuyện này chúng ta thấy là trong quá khứ đã xảy ra thường xuyên, năm nào cũng có những cái nhân vật chính trị kẹt tiền quá, bởi vì mê chính trị mà không đi làm, vì thế kẹt tiền thì đành phải sử dụng, nghĩ rằng tiền gây quỹ cho việc tranh cử của mình sử dụng được, cho nên dùng cái tiền đó xài trong việc mà chi phí cá nhân. Thứ nhất đó, đầu tiên là một người nổi tiếng xưa nay tại tiểu bang South Carolina và là người luật sư nằm trong bộ tư pháp của South Carolina nữa, ông Alex Mudor vừa bị bắt. Ở tại Florida, họ đã mở cuộc điều tra từ South Carolina và có việc làm ăn của ông ở tại Florida vì lý do nghi ngờ, chính quyền liên bang nghi ngờ đã sử dụng số tiền mà được giải quyết ngoài tòa trong năm 2018 liên quan đến một trong những người chăm sóc nhà cửa cho ông từ 2018 và cái chết đó. Cái chết đó xảy ra trong nhà của mình. Thế nhưng giải quyết ngoài tòa như thế nào và cái số tiền đó như thế nào mà ông đã sử dụng sai trái cái tiền này. Hiện nay thì cuộc điều tra vẫn còn tiếp tục, thế nhưng họ nói rằng ít nhất là hai án hình đã nhắm vào ông liên quan đến việc mà ông đã sử dụng cái nguồn tiền sai trái này. Từ ngày hôm qua ở tại Los Angeles, chúng ta cũng nghe một nhân vật khác. Đây là một người gốc Phi Châu, thưa quý vị. Ông Mark Riley Thomas là nghị viên của Hội đồng thành phố Los Angeles, cũng đã bị bắt và bị truy tố về tội bribery, nhận hối lộ trong một cái vụ mà liên quan đến người con của ông tìm cách để trở thành một vị giáo sư của trường đại học USC. Trong đơn kiện của tòa liên bang và ở California nhắm vào ông Riley Thomas đó, thì họ nói rằng ông đã lấy 100.000 Mỹ Kim từ tiền gây quỹ tranh cử qua cái hệ thống của trường đại học USC. Lấy số tiền đó dựa trên cái quỹ bất vụ lợi. Bất vụ lợi không được có lấy ra, nhưng mà ông lấy ra 100.000 để chuyển sang cho con trai của ông. Con trai của ông lại là nhân viên của quỹ bất vụ lợi này. Và những cái hành vi đó, tìm cách gian lận số liệu và cũng như chứng từ, hậu quả là họ tìm thấy, trong thời gian qua mình gây quỹ được thí dụ như là 1 triệu Mỹ Kim, thế nhưng trong số này có 100 ngàn không thấy được khai báo và trong ngân hàng không có không đủ 1 triệu đó. Thì họ mới đi truy lùng, cuối cùng họ thấy rằng là chính ông Thomas này đã tìm cách rút ra, chuyển vào tài khoản của con trai của mình. Hậu quả là đang cuộc truy tố và chắc chắn là nếu mà xét có tội sẽ bị án tù nặng, thưa quý vị.
Đây là hình ảnh của marijuana mặc dầu ở Hoa Kỳ này được phép sử dụng. Thế nhưng khắp nơi trên thế giới, việc sử dụng cần sa ma túy có khả năng mang án tử hình. Việt Nam cũng thế, Trung Quốc cũng thế, và ở tại Singapore còn nặng hơn nữa. Hôm nay bản tin ghi nhận một người đàn ông ở Singapore bị án tử hình. Và trong suốt 3 năm trời vừa qua, từ năm 2018 tới giờ, là ông nỗ lực để đưa lên tòa kháng án, cứ nói rằng là tôi đã bị ai đó lừa để cài vào 1 kg cần sa vào trong túi. Thế nhưng phe công tố viên từ tòa dưới cho đến tòa tối cao đó, họ khẳng định đó là rõ ràng người này gốc Ấn Độ đã tìm cách đưa 1 kg cần sa này, biết là của mình, đưa vào, tìm cách đưa lậu vào và bị bắt ở tại phi trường, sau đó bị bắt ở tù cho đến giờ phút này. Nhưng mà thưa quý vị, ở tại Singapore đó, cái án rất là nặng, chỉ cần mang một ít vào, họ đã từng tuyên bố trước đây, bất cứ công dân nước ngoài vào Singapore cần biết luật lệ, từ chewing gum cho đến xả rác hay nhiều cái vấn đề đã ăn cắp vân vân, là tội nặng lắm, để bảo vệ được một cái xứ sở rất là nhỏ bé nhưng mà luật lệ rất là tôn nghiêm. Vì thế họ nói cái việc mà nhắm vào ông Omar Yaakob Bajaj để cho thấy rằng là phải xử công minh bằng án tử hình. Tội nghiệp lắm, hai đứa bé ở Colombia, chúng nghèo quá cho nên đi ăn cắp vặt. Thế nhưng cái chuyện này nó xảy ra tại một cái khu vực mà có cái nhóm gọi là FORCE, thưa quý vị. Đây là nhóm du kích quân chống lại chính quyền của Colombia, nằm sát biên giới giữa Colombia và Venezuela. Chuyện gì xảy ra? Sau khi hai đứa bé này vào trong một cái tiệm và ăn cắp, thì xui cho hai đứa bé, cái tiệm này lại nằm trong sở hữu chủ của những tay phiến quân FORCE đó. Vì thế khi mà biết được ăn cắp này, để làm thí dụ cho những cái kẻ cắp khác, lực lượng phiến quân này đã mang hai đứa bé ra ngoài đường và xử tử ngay trước mặt mọi người. Và tin tức này đã đưa ra, đã khiến chính quyền Colombia lên án nặng nề. Vấn đề của Colombia cho đến giờ phút này, thưa quý vị, là một quốc gia sản xuất ma túy ghê gớm nhất. Và đồng thời đó, chính quyền Colombia trong thời gian qua là cố gắng dồn nỗ lực và kể cả sự hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ nữa để tìm cách kiềm chế được các hoạt động của phiến quân. Họ ở trong rừng sâu và thường xuyên tấn công vào các lực lượng chính quyền của Colombia, và họ tạo ra một cái luật lệ riêng cho họ, trong đó có luật bất cứ ai mà ăn cắp mà bắt được sẽ bị án tử hình, bắn chết ngay tại chỗ, cho dù nhỏ tuổi cách mấy đi chăng nữa. Và cái điểm này đã khiến cho cả nước Colombia lên án ngày hôm nay. Và có khả năng là chính quyền Colombia sẽ bị áp lực hơn nữa để tìm cách tiêu diệt phe nhóm mà cho đến giờ phút này có thể nói rằng là 5 thập niên qua rồi, lực lượng FORCE, phiến quân vẫn không có bị tiêu diệt được, bởi vì họ hoạt động rất là mạnh mẽ, thưa quý vị. Số người, bản tin Breaking News từ CNN đưa ra ngày hôm nay, số người bị nhiễm COVID tiếp tục giảm trong thời gian qua. Thế nhưng tại một số các tiểu bang, như quý vị nhìn thấy đó, tình trạng mà nhập viện đó vẫn còn cao. Hiện nay bản tin ghi nhận có 5 tiểu bang, trong đó Minnesota, Montana, Georgia, vân vân. Theo số liệu ghi nhận được, kể cả Wyoming, Idaho. Wyoming, Idaho là nơi mà cái cuộc tìm kiếm tên Laundry đó, của vị Zit Petito vẫn đang tiến hành đó. Họ nói điểm đáng chú ý là những tiểu bang này ít dân, có tiểu bang có 600-700 ngàn dân thôi, nhưng mà họ tưởng mới đầu thì không lây nhiễm nhiều cho nên thờ ơ. Thế nhưng đến giờ phút này ở trên 45 tiểu bang khác thì việc mà áp lực của bệnh viện đã được giảm. Thế nhưng cái số người bị nhiễm và các bệnh viện của những tiểu bang này
là những tiểu bang. Ngày hôm qua chúng tôi có nói là Rocky Mountain á, có những cái dãy núi mà tuyết đóng băng hiện nay lên tới 28 inches, lại là nơi xảy ra tình trạng lây nhiễm cao nhất nước. Và đó là các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Rất tiếc chúng tôi trình bày một mình để gửi đến quý khán thính giả. Hy vọng Thảo Yên sớm hồi phục để trở lại vào ngày mai. Nếu không lại tiếp tục một mình để gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý trong ngày. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả trong vòng 1 giờ đồng hồ vừa qua. Nếu quý vị vào Facebook, vào YouTube, nhớ nhấn nút subscribe và nút like quý vị nhé. Và mời quý vị vào trong trang nhà leaderssaigontv.com theo dõi phần livestream, đọc các bản tin đáng chú ý trong ngày. Trân trọng kính chào.